Rồi, hai bước nữa, ghế bên trái. Ok, rồi, xin mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Xin chào hai bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Bạn trai giới thiệu trước. Em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái đang ngồi chơi bên cạnh. Em tên đầy đủ là Lê Công Văn, em đến từ Thanh Chương, Nghệ An. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên sản xuất tại công ty Powergen, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất đế giày. À, đang sống với ai cưng? Dạ, em đang sống một mình. Em định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là sau này sẽ về quê? Tương lai dài nhưng về quê hiện tại thì dạ, chưa biết ha. Vậy là thứ bảy chủ nhật mình có nghỉ không? Chị cũng nghỉ chủ nhật thôi chưa? Chủ nhật, còn bình thường là sai ca, có cả ngày và cả đêm. Dạ dạ. Rồi, chào em gái, giờ mình giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào bạn anh kia là mà mọi người đang xem chương trình mà em nhỏ. Dạ, em Trần Thủy Chi, em quê quán em ở Bình Thuận, em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Ơ, ở Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em làm tóc chị. Làm tóc. Rồi hôm nay lên đây ghi hình là tiệm tóc ai coi? Dạ, đóng cửa. Đóng cửa, mình có thợ phụ không? Dạ không, tại em mới sang tiệm được 10 ngày này. À, mà về Vũng Tàu sống lâu chưa? Dạ được 5 năm chị. Rồi ví dụ mai mốt giờ lên Sài Gòn lập nghiệp được không? Thế thì có điều kiện rồi. Dạ, nếu có điều kiện thì sẽ đi. Đúng rồi, ở đâu cũng được, có nghĩa là mình ở đâu mà kiếm được tiền thì mình đi đúng không? Dạ. Rồi em có hay ra Vũng Tàu chơi không? Dạ, ý không chị. Rồi biết Vũng Tàu không? Có biết nhưng em có đi một lần du lịch ở đó. Nếu mà đi tấp hành là giờ có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thì tới à? Dạ. Lâu lâu đi cuối tuần đi tắm biển chơi, được không? Thường thường thì em chỉ hay đi ngày lễ thôi chứ. Các cái ngày chủ nhật thì cũng ít đi lắm, có thời gian. Rồi. Còn giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết hát nhạc sống, hát karaoke, hớt tóc nam và có biết hớt tóc nam nữa. Dạ. Và biết các cái mạch điện sinh hoạt trong nhà thì nấu ăn. Rồi bây giờ để tỷ như là có bạn gái rồi là lấy vợ rồi sinh con đẻ cái thì có đủ nuôi vợ con không? Dạ, cái đó thì cũng chưa nói trước được gì hết. Có tích lũy được đồng nào chưa? Dạ có. Rồi có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em ngủ nướng ấy. Rồi khi em cài bộ thức chuông reo rồi mà em có tắt em ngủ thêm. Rồi, thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Của em thì em không biết nấu ăn, biết ca hát. Rồi em yếu thì em có sống hơi mở tâm một tí, em ít mở lòng lắm. Có chuyện vui buồn thì em cũng tự em giấu thôi, em không có kể để người khác nghe, không chia sẻ được chị. Tình trường sao cơ? Tình trường thì em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì ông xã của em. Ông xã của em bắt được 11 năm rồi chị. Lúc đó là lấy nhau được bao lâu em? Dạ, lấy nhau được gần 2 năm. Gần 2 năm, mình có cháu nào chưa? Dạ có, em có một bé gái 12 tuổi. Lý do sao chồng mất vậy cơ? Dạ, bị đột quỵ. Rồi, chồng bao nhiêu lúc đó là ổng bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó ông xã em được 27 tuổi. Lúc đó, trước đó có triệu chứng gì không em? Cũng có, chứ bình thường thì hay là đau đầu với lại chóng mặt này kia thôi. Cha tôi hay đau đầu chóng mặt lắm trời, cái gì 27 tuổi mà đột quỵ ghê vậy em? Rồi, lúc chồng mất là con được bao lớn? Dạ, bé em là 6 tháng chị. Lúc đó chắc là rất là khó khăn đối với em đúng không? Dạ. Mất bao nhiêu lâu sau thì em mới ổn định lại cuộc sống để lo cho con? Nói chung mất xong việc cũng có nội ngoại cũng lo cho em. Nói chung cũng đi làm nuôi con thôi. Giờ 6 năm mấy em mới có quen lại mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm. 2 năm là chia tay. Sao, lý do sao chia tay? Lúc đó em biết người đó có gia đình chị. Anh làm nghề biển, chị anh đi biển nhiều. Thế mình cứ tưởng đâu là anh đi công việc. Dạ, dạ. Rồi lúc em phát hiện ra thì anh có nói gì không? Dạ không, cũng xin lỗi thôi. Mối quan hệ 2 năm mình mới phát hiện hả em? Lý do sao em phát hiện được? Vợ em biết trước chị. Vợ em biết. Vợ anh biết. Dạ. Vợ anh có tìm em không? Dạ không tìm mà có gọi điện nói chuyện. Có còn qua lại nhắn nghe gì nữa dạ, không? Dạ không, phản biện cũng có rượu uống cà phê thôi. Người nói không được thì tình thì cũng được bạn. Tình trường của mình sao? Nghe hoàn cảnh của bạn này trước tiên là cảm xúc của em như thế nào? 2 mối tình bình thường. Bình thường là sao trai? Cái chuyện người ta, hai cái câu chuyện nó đau xót vậy mà ông là bình thường. Không biết nói sao chứ. Rồi vậy câu chuyện tình của mình như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình? Dạ em trải qua một mối tình. Hồi nào? Dạ hồi đó thì thời đang đi học sinh, rồi có cấp 3 thì... Quen được bao lâu? Dạ quen hồi đó quen được 1 năm là xong là cưới. Có cưới luôn rồi? Dạ. Cưới nhưng mà hồi đó lại là em cưới nhưng mà mình tổ chức cưới hỏi đàng hoàng nhưng chưa đăng ký kết hôn thì... Rồi có cháu nào chưa? Dạ chưa.
Rồi ở với nhau được bao lâu? Dạ hồi đó ở được khoảng 1 năm chứ. Rồi lý do sao chia tay? Cũng đã cưới nhau rồi mà sao chia tay? Dạ hồi đó thì nhất là cũng tuổi đã còn trẻ chưa có khôn. Thứ hai nữa vợ em thì cái tính nó hung dữ quá nên... Tới nay là bao nhiêu năm rồi? Chục năm chưa? Chục năm nay không có mối tình nào khác nữa hả? Dạ không. Tại vì một lần em cũng chán nản, em không có ai chứ muốn quen ai hết. Một lần em cảm thấy chán. Rồi lý do gì mà hôm nay có động lực gì mà đăng ký tham gia chương trình? Tại vì em vì một lần nên em nhờ chương trình tìm dùng cái người để phù hợp với... Như giờ cái tâm trạng của em, cái tâm lý của em là đã hết chán chưa? Chứ nếu em vẫn chán, em chưa khao khát, em chưa muốn thì ai làm ai cho em cũng không được hết trơn á. Giờ thì hết rồi chơi, hết chán rồi chơi. Giờ bố mẹ cũng giục lấy vợ nên là em cũng muốn lấy, muốn tìm vợ để cho bố mẹ mừng. Tìm vợ cho bố mẹ mừng chứ không phải tìm vợ cho em hả? Tìm vợ cho em để về bố mẹ mừng. Rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào? Tìm một người vợ thì thân lành, dịu dàng, yêu cầu đẹp, nhưng mà ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái, người phụ nữ không? Hung dữ, nói chuyện có đầu có đuôi, thị nị là... Có hình không? Cho chị coi hình của em coi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết làm ăn chị, cao 1m70 là được. Ngoại hình chị ơi nhìn thôi, không cần đẹp trai. Mà đừng có gia trưởng nha chị. Không có gia trưởng. Em có gia trưởng không? Dạ không. Ba mẹ mình ở nhà có khó không? Không. Rồi ví dụ người đó có con riêng rồi, như trường hợp bạn này thì sao? Em có sẵn lòng không? Hỏi thiệt. Dạ không. Lý do? Em thì thích người cũng, nếu cũng một lần lỡ duyên rồi nhưng mà thích chưa có con. Em ngại chuyện gì? Dạ không ngại gì cũng... Em có ngại hay là không ngại? Em không có ngại, không ngại về vấn đề có con bạn gái mà có con riêng rồi, em không ngại gì. Rồi đây coi thử đi, hai người nhìn nhau đó, nhìn nhau tìm kiếm nhau thử coi, đoán thử coi ảnh là ai. Chắc anh này. Chắc anh này. Rồi bên này đoán coi cô ấy là ai. Áo đỏ đi. Áo đỏ ha. Rồi bây giờ nhìn về cửa trái tim nha, chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, cho hai bạn có thể gặp nhau trực tiếp để trò chuyện với nhau. Là công việc của mình nha anh. Dạ. Yeah. Em tên Lê Minh Hưng, sinh ngày 18/7/1982. Quê quán xuất dân Cần Đước, Long An. Rồi anh Hưng là đang làm công việc gì anh? Công việc bây giờ làm, em không còn đi làm cơ khí nữa mà về, tại vì ba mẹ mất rồi á. Giờ ở nhà một mình, ở nhà ba mẹ nè. Đang ở nhà ba mẹ đó hả? Ở nhà thờ, đó, trong ở trong là có bàn thờ đó. Rồi bây giờ sao? Về ở nhà làm gì? Trồng trọt làm ruộng. Ở nhà trồng trọt làm ruộng. Như lại lâu lâu bạn bè có công việc mà gấp làm hỏng xuể thì kêu lên hỗ trợ phụ, kêu đi hỗ trợ phụ, tại hồi xưa làm cơ khí lắp ráp máy á. Nói chung là công việc có thì... mình ở trong cái ngôi nhà đó thôi. Dạ có mình à. Rồi có buồn không? Có cô đơn không? Buồn cô đơn chứ. Cái nào buồn khóc luôn không? À, không khóc thì không khóc, tại vì tối nào con chat xem video trong Facebook á. Vậy đó hả? Chat video. Dạ. Rồi với ai? Với bạn gái hay với ai? Không, không có. Ý là xem cái video trong Facebook, nó có cái trang video á. Ý là xem hình gái rồi hay sao? Video gái rồi hay sao? Không, coi bên hài hước với phim rồi đó. Chứ sao đang ế không coi gái hay kiếm bạn gái? Tìm hoài không ra, hồi xưa cũng có quen bạn mà không đạt. Dám quen 5 năm trên mạng không gặp nhau ở An Sương, ngã tư An Sương gần quê nội, chảnh ở quê nội Hóc Môn. Trời ơi, trong mà, Sài Gòn mà sao 5 năm không gặp nhau? Tại vì cha mẹ cô đó là người Đà Nẵng mà người cán bộ, khó xin gặp nhau, vũ trốn còn không trốn được. Như lại phần cô đó trả lời là bây giờ ba mẹ là bị... bệnh tim, sức khỏe không có tốt quá, thì thành thử là thà mất tình yêu chứ không mất chữ hiếu cũng tốt hơn. Mình cũng bây không giờ giận mình là hồi giờ là đã từng lập gia đình hay là làm sao chưa? Dạ chưa lập gia đình bao giờ, chưa đến hôn nhân lần nào cả. Là vẫn còn trong trắng trên nguyên luôn. Dạ đúng rồi, là vẫn còn là zin luôn hả? Zin thì không zin rồi, tại vì cũng mất lửa nói chung nó cũng năng rồi. Rồi bây giờ mình tự thấy mình là có cái điểm mạnh, điểm yếu gì để biết đường đi kiếm bạn gái cho mình nè.
Mình điểm mạnh là mình thích tự do. Công luận tình yêu thì mình chỉ thích là chung sức chung lòng, trên dưới cùng nhau chung sức chung lòng, không một và một thôi, chứ không phân biệt, không kén chọn. Còn điểm yếu mình thì mình ha, nói chung là cái nặng về cái phần tình cảm nhiều hơn là Rồi nó. Rồi chị nói đi. ủa rồi là trước giờ chỉ có quen cô 5 năm trên mạng vậy thôi, chưa có Có quen. quen nói chứ chung là hồi xưa làm Sài Gòn thì cũng có qua ở gần ngã tư Hương Lộ 2 á, thì cũng có quen một người nhưng mà không đạt. Rồi sau này quen một người nữa là 5 năm tại cô đó hổng thôi, tại vì mình không thích cái đề là cô đó hổng vậy, mình không thích. À, quen mà hổ, là sao? Chửi gì mà hổ? Ví dụ yêu thương tác động cuộc sống, bây giờ có một tình yêu, một hạnh phúc gia đình có yêu thương cách mấy thì nó cũng làm ảnh hưởng tới cuộc sống, do cuộc sống làm ảnh hưởng đúng không? Nhưng mà mình chỉ muốn là cái việc lớn quá, nhỏ nhỏ quá, hư không thì là tốt, chứ đừng việc nhỏ quá, to quá, tan vỡ thì không hay. Tại vì mình cũng không, cuộc sống cái suy nghĩ của mình là không muốn là cái người lớn có tội mà trẻ thơ vô tội gánh lấy, thì điều đó mình không muốn. Anh có tài lẻ gì không? Ca hát múa giỏ đồ được không? Không, chỉ thích bolero thôi. Bắt Rồi hát thử một đoạn bolero nghe. cả quá. Trời, có gì đâu mắc cỡ, đâu có ai đâu mắc cỡ. Rồi xin hát cái bài khúc bài Vườn Tao Ngộ, hay là để trả lời một câu hỏi cũng được. Một cái bài Vườn Tao Ngộ đi ha. Rồi nhìn vô camera điện thoại, tưởng tượng bạn gái đang ở trong điện thoại nè, hát tặng bạn gái đi. Rồi cảm ơn chị. Rồi hôm nay ngày Chúa nhân vườn tao ngộ, em đến thăm anh đường quang trung nắng đổ xa xôi, mà em đâu có ngày khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn, ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mòn, thôi từ đây biết ra sao. Rồi, ok, được rồi đó, Dạ. được rồi đó. Rồi, Dạ. bây giờ thích mẫu kiểu bạn gái sao nè? Nói chung đẹp xấu không quan trọng, tại vì ai cũng có ước mơ với không, quan trọng là chung sức chung lòng thôi. Ai cũng có ước mơ trọn vẹn thì không có xã hội. Thì mình chỉ quan trọng là chung sức chung lòng, cùng nhau san sẻ, cùng nhau thấu hiểu. Chứ không về không tình yêu không nghiêng về một phía được, tại vì nếu theo quan niệm của em thì tình yêu nghiêng về một phía thì nó không có cái sự bền vững trong đó. Chủ yếu em cần là cần cái bền vững. Rồi, nhưng mà là bạn gái tuổi tác làm sao? Ví dụ như bạn gái đã từng lập gia đình đồ được không? Kiểu kiểu chuyện quá khứ của người ta nó vậy được không? Không 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 Cái gì? không tại vì mình không thích cái vấn đề đó, thầy phát công nữa con anh đánh con em nó mệt lắm. Ủa, đang 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 cát đi đâu vậy? Không có, tại vì ở trước có nhà có mấy người đệ đó, rồi có người ta đi ngoài nó sủa dữ quá ra làm sao cho đỡ tiếng ồn á, phải không? Nhà Cái làm rộng sao dữ thì ha. dưới quê mà chỉ dưới quê chứ đâu phải trên Sài Gòn. Rồi là nghĩa sao? Bạn gái chưa từng lập gia đình hả hay sao? Chưa từng lập gia đình hay là đừng có con cũng được, tại vì có con có cái thì nó phiền phức lắm, tại nữa mất công sợ Ví con dụ anh đánh ta lập con gia đình em. mà chưa có con thì được đúng không? Dạ đúng rồi, Rồi. Trời, đi đâu dữ vậy? Đi vòng vòng vậy? ở trong nhà. Như có con thì được rồi, ok. Ủa là anh Dạ. Hưng là anh cao mét nhiêu, nặng nhiêu ký á? Nặng 70 kg, 70 72 kg, cao 1m68 69 gì đó. 68 rồi, ok. Anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Nói chung là yêu cầu bạn gái luôn vui vẻ được rồi, thấu hiểu cho mình được rồi, chứ không quan trọng giàu nghèo đẹp xấu gì không. Nãy giờ đi chưa hết luôn hả? Đứng lại Sao chưa? không tin đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, Dạ. nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Nếu mà có cô Dạ. gái phù hợp thì chương trình sẽ thông báo rồi mình sắp xếp lên Sài Gòn mình ghi hình nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh Hưng.